chỉ vì đổi lấy mạng sống cho phu quân, Dai Dai tình nguyện bỏ mạng. Nhưng khi tới cầu Nại Hà lại bị âm binh cản lại. Bọn họ nói, Diêm Vương đại nhân đã chờ mấy ngàn năm, cuối cùng cũng chờ được thê tử chuyển thế của mình rồi. Nhưng Dai Dai mới ở bên cạnh Lục Hàn mấy trăm năm. Lục Hàn liền mang một nữ tử khác về, nói đây mới thật sự là thê tử bao năm nay hắn vẫn đang tìm kiếm. Còn nói vì sự xuất hiện của Dai Dai, hại Bạch Nguyệt Quang của hắn chịu dày vò thêm mấy trăm năm. Vì vậy trong đêm tân hôn của họ, Lục Hàn đã ra lệnh vứt Dai Dai xuống 18 tầng địa ngục hối lỗi. Đợi đến khi Lục Hàn nhớ ra Dai Dai, hồn phách của Dai Dai đã sắp tiêu tán rồi. Đương nhiên Dai Dai cũng không nói với hắn mình đã có thai con của hắn. Từ khi Dai Dai bị Lục Hàn tìm về, cả tam giới đều biết tin. Dai Dai là nữ nhân được nâng trên tay như Minh Châu. Nhưng cũng từ tối hôm qua, Lục Hàn lại mang về một nữ tử khác, nói đây mới thật sự là Bạch Nguyệt Quang của mình. Lâm Tiểu Kiều tên cũng như người, nàng ta cũng rất yếu đuối. Kiều Tiếu đáng yêu, được Lục Hàn chiều chuộng hết mực. Vì vậy tam giới lại có lời đồn, nói Dai Dai lập tức liền thất sủng rồi, sẽ sớm bị Lục Hàn đánh vào xúc sinh đạo luân hồi thôi. Trước khi Lâm Tiểu Kiều chuyển thế, từng trải qua một đoạn cảm tình với Lục Hàn ở nhân gian. Hai người thanh mai trúc mã, gia thế tương đương, thuận lời liền trở thành vợ chồng. Sau đó, bởi vì chiến tranh bị bắt chia rẽ, Lâm Tiểu Kiều vì để bảo vệ tính mạng Lục Hàn, tay hắn chắn ba mũi tên, còn có một tiễn xuyên qua ngực. Cũng vì vậy, sau khi Lục Hàn về tới địa phủ, bắt đầu tìm kiếm chuyển thế của Lâm Tiểu Kiều, không biết do nhầm lẫn gì, ngày đầu tiên Dai Dai chết. Ánh mắt Lục Hàn lần đầu nhìn thấy Dai Dai, liền nhận định Dai Dai là thê tử lịch kiếp của hắn. Chỉ đáng tiếc, Dai Dai cái gì cũng không nhớ, nhưng mà Lục Hàn từng hứa với Dai Dai, nếu ở cạnh hắn chán rồi, hắn có thể cùng Dai Dai đi du sơn ngoạn thủy, cùng nhau trải qua cuộc sống phu thê bình thường. Vì để nhớ lại kiếp trước của mình và Lục Hàn, Dai Dai mỗi ngày đều đi tìm mạnh bà uống canh, từ canh mạnh bà ra, còn có canh thất tình nàng tự chế tạo, có thể giúp người khác nhớ lại kiếp trước. Tác dụng phụ của bát canh này cũng rất lớn, sẽ tiêu phí hồn phách của Dai Dai. Nhưng không sao, Lục Hàn sẽ bảo vệ Dai Dai. Cho đến hôm nay, Dai Dai uống bát canh thất tình cuối cùng, vô số khung cảnh xuất hiện trong đầu Dai Dai, là khoảng thời gian trải qua của Dai Dai và Lục Hàn ở nhân gian. Hơn nữa là Dai Dai vì Lục Hàn chắn cung mà chết. Không chỉ một tiễn, vì vậy, không nhận sai người, Lâm Tiểu Kiều mới là đồ giả mạo. Dai Dai muốn đi tìm Lục Hàn nói rõ ràng, hắn thông minh như vậy nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Lâm Tiểu Kiều lại tìm đến cửa trước, ngồi trên chiếc kiệu Lục Hàn làm cho, nhìn rất giống sủng phi cổ đại, ngươi chính là Dai Dai, cũng có vài phần giống ta, là phúc của ngươi. Lâm Tiểu Kiều đi tới trước mặt Dai Dai, nhìn vết thai ký của Dai Dai cười, thế thân như ngươi đúng là không đạt tiêu chuẩn, vết ấn ký đó không phải xăm lên, loại người này đúng là đáng ghét, sao ta có thể bị Lục Hàn nhận nhầm là Bạch Nguyệt Quang được chứ? Lục Hàn mau chóng muốn nói chân tướng cho Lục Hàn, để hắn mau đuổi tên giả mạo này đi, nhưng bị Lâm Tiểu Kiều ngăn lại. Ta tới tìm ngươi là muốn lấy một thứ, còn muốn lấy đồ của nàng, không phải là muốn lên trời đi. Một tay đẩy Lâm Tiểu Kiều ra, liền bị ngăn lại. Tính khí nóng nảy của Dai Dai xuất hiện, giây sau liền cho ta một cái tát, cút ra, đồ dơ bẩn. Lâm Tiểu Kiều bị đánh đến ngơ ngẩn, trên mặt nổi lên vệt hồng, thậm chí bắt đầu sưng lên như bánh bao. Ngươi dám đánh ta, Lục Hàn nhất định không bỏ qua cho ngươi. Ồ, ta muốn xem là Lục Hàn không bỏ qua cho ta, hay là không bỏ qua tên mạo danh như ngươi. Dai Dai đang muốn tiến về phía trước, liền nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Thanh âm gấp gáp chạy tới trước mặt Dai Dai, nhưng lập tức rồi lại lướt qua, là Lục Hàn. Chỉ thấy hắn thấp giọng hét, Kiều Kiều, Kiều Kiều. Từ trước mặt Dai Dai chạy qua, Lục Hàn không hề liếc mắt tới Dai Dai, vội vã ôm lấy Lâm Tiểu Kiều rời đi, để lại một ánh mắt đầy căm hận cho Dai Dai. Lục Hàn tức giận rồi, Dai Dai đã 3 ngày không thấy hắn, ngay cả chân tướng cũng chưa nói với hắn. Dai Dai giống như trước đây, giúp Lục Hàn xử lý một số việc trong phủ. Ở đây đã hơn 100 năm, đầu trâu mặt ngựa, trăm vạn âm binh sớm đã coi Dai Dai là tiểu nương nương. Tính cách của Dai Dai cũng là Lục Hàn sủng mà ra, cho dù có gây họa tài trời cũng không phải lo. Thời gian trước nghe nói mạnh bà lại phát minh ra một thứ, một loại canh cho thể bảo vệ bình an, Dai Dai học được, muốn nấu cho Lục Hàn uống. Đang nấu, khói canh bốc lên, trực tiếp làm tay Dai Dai bị bỏng một mảng. Đúng lúc gặp Lục Hàn đang tới tìm Dai Dai, Dai Dai liền chảy 2 hàng lệ, từ lúc bình thường mà tố khổ Lục Hàn, chàng xem. Nhưng giây sau, một bàn tay của Lục Hàn quăng trên mặt Dai Dai, cũng tát vào trái tim của nàng, càng là dập tắt chân tướng nàng muốn nói ra. Lúc này nước mắt Dai Dai không ngừng rơi xuống, ánh mắt Lục Hàn đầy hận ý, còn nhiều hơn cả hôm qua. Kiều Kiều chẳng qua là muốn một món đồ của nàng, sao nàng có thể ra tay đánh nàng ấy? Lúc trước sao ta lại không nhìn ra ngươi lại là người độc ác như vậy? Độc ức sao? Dai Dai nhớ tới thời gian vừa ở bên Lục Hàn, Dai Dai từng không cẩn thận đem hồn phách của một ác quỷ, làm cho hồn phi phách tán. Lục Hàn còn khen Dai Dai là tên hồ đồ đáng yêu. Bên tai Dai Dai còn vang lên lời hắn nói, Dai Dai, nàng lương thiện như vậy, sau này không có ta, nàng biết bảo vệ bản thân thế nào? Lương thiện và độc ác, hai từ này, hóa ra ta trong mắt Lục Hàn đã không đáng tiền đến vậy rồi sao? Dai Dai nỗ lực không khóc, nhưng nỗ lực đến mấy cũng không ngừng được. Lục Hàn nhìn Dai Dai như vậy, không biết là mềm lòng rồi, mà ngữ khí mềm nhẹ chút, nàng đem phụng phù tặng cho Kiều Kiều, chuyện này liền coi như chưa xảy ra. Đem phụng phù cho Lâm Tiểu Kiều, đó là khi xưa Dai Dai vừa tới địa phủ, trở thành linh hồn. Thấy ai cũng sợ hãi, ngay cả nói cũng không dám nói to. Lục Hàn đau lòng không thôi, phí mất bao công sức mới xin được phụng phù từ thiên giới. Chỉ cần đeo trên người là có kim quang hộ thể, bất cứ quỷ sát đều không thể tới gần. Phụng phù này, Dai Dai vừa đép chính là 10 mấy năm. Bây giờ Lục Hàn nói muốn thu hồi, còn là vì tên giả mạo Lâm Tiểu Kiều kia, Dai Dai không đồng ý. Dai Dai cắn răng như muốn đứt môi, không đồng ý cũng không phản đối, Lục Hàn là Diêm Vương, Dai Dai đấu không lại hắn,
Hắn chỉ cần phẩy tay một cái, Phượng Phù liền xuất hiện trong tay hắn. Lục Hàn chỉ lưu lại vài cây tuyệt tình rồi quyết đoán rời đi. Dài ra im đừng trách ta nhẫn tâm, năm xưa là ta nhận nhầm nàng. Kiều Kiều chịu nhiều tổn thương như vậy, những thứ này đều là để bồi thường nàng ấy. Ta từng hứa với nàng rất nhiều, bây giờ toàn bộ không được tính nữa. Lúc nào nàng rời đi cũng được, nhưng Kiều Kiều cái gì cũng không có, nàng ấy chỉ có ta. Từ hôm nay, ta sẽ đối xử với Kiều Kiều tốt hơn trăm lần. Nàng chiếm vị trí của nàng ấy bao nhiêu năm, cũng nên rộng lượng với nàng ấy nhiều chút. Đây đúng là ai yếu thì người đó có lý, ai yếu thì được đau lòng sao? Lục Hàn, có ngày chàng sẽ phải hối hận vì nhận sai người. Bị cướp lấy Phượng Phù, rất nhiều ác quỷ ở địa ngục nhìn Dai Dai không thuận mắt. Bắt đầu nửa đêm đến dọa nàng, một khuôn mặt khủng bố, cùng với những tiếng khóc than của oan hồn, làm Dai Dai sợ đến co rụt vào góc tường. Ngay cả những âm binh bên người Lâm Tiểu Kiều cũng dám to gan lớn mật bắt nạt Dai Dai, đem Dai Dai giam tại nơi đầy quỷ hồn, lần lượt từng tên canh giữ, còn giả vờ muốn ăn Dai Dai. Thậm chí có ác quỷ nói, chỉ cần Dai Dai triệt để bị Lục Hàn vứt bỏ, bọn họ liền lập tức ăn Dai Dai. Dai Dai nghĩ rằng chết qua một đời liền sẽ không sợ những thứ này nữa. Nhưng mấy trăm năm nay những thứ tốt của Dai Dai sớm đã làm Dai Dai có thói quen kiêu ngạo. Dai Dai sợ, Dai Dai sợ chết, Dai Dai không muốn bị ác quỷ ăn. Mạnh bà đến tìm Dai Dai, hỏi Dai Dai có muốn uống canh mạnh bà không, có thể quên đoạn ký ức này, thuận tiện quên luôn tên nam nhân bạc tình Lục Hàn đi. Dai Dai lắc đầu không uống, đã rất lâu Dai Dai không ăn uống gì rồi, mỗi ngày đều cảm thấy đầu choáng mắt hoa, có lúc còn không biết bản thân đang ở đâu, có khả năng là bị Lâm Tiểu Kiều nhốt lại rồi. Dai Dai dựa trong lòng Mạnh bà, ở địa phủ chỉ có bà A Di xử tốt với Dai Dai. Mạnh bà, ta buồn ngủ quá. Mạnh bà vỗ nhẹ vào đầu Dai Dai, thanh âm có chút run rẩy. Ngươi, hồn phách của ngươi sắp tiêu tán rồi, hồn phách tiêu tán, đó có phải đồng nghĩa với ta sắp chết lần hai rồi? Ngươi đã uống bao nhiêu bát canh thất tình rồi, uống bao nhiêu Dai Dai cũng không nhớ nữa. Lục Hàn sớm đã không còn lo lắng cho hồn phách của Dai Dai rồi. Ta chỉ muốn nhớ nhiều chút ký ức liên quan đến kiếp trước của ta và Lục Hàn, ta muốn tìm về đoạn tình cảm trong suốt quãng thời gian đó. Nhưng chỉ có mình ta nhớ lại. Dai Dai nhắm mắt có chút khó chịu. Vậy rốt cuộc còn bao lâu, chống đỡ được không quá 20 ngày? A, nhanh vậy sao? Người khác bị bệnh vẫn còn nửa năm nguy kịch kia, sao ta chỉ còn 20 ngày thôi chứ? Mạnh bà đưa Dai Dai về phòng. Trước cửa, Lâm Tiểu Kiều đáng ghét lại tới. Bên cạnh ả còn đứng một Lục Hàn lạnh lùng. Lâm Tiểu Kiều nắm tay Lục Hàn không ngừng làm nũng. Lục Hàn, chàng để Dai Dai đem Mạnh bà nhường cho ta được không? Ta cũng muốn học nấu canh cùng Mạnh bà, như vậy ta có thể nấu canh cho chàng uống. Dai Dai thật hy vọng Lục Hàn hắn sẽ cự tuyệt yêu cầu này. Nhưng Lục Hàn lại nhìn vào mắt Lâm Tiểu Kiều, rất ôn nhu và sủng nịnh, thật giống như lúc ban đầu nhìn Dai Dai vậy, như nhìn báu vật trân bảo. Vừa nhớ tới đây, Dai Dai liền ủy khuất, tính khí vừa lên, Dai Dai liền chắn trước người Mạnh bà, kiên quyết không cho phép. Lục Hàn, Mạnh bà là người duy nhất tốt với ta. Chàng xem, bà ấy cái gì cũng không có, ta cũng chỉ còn lại Mạnh bà thôi. Chàng có thể đừng để bà ấy đi được không? Lục Hàn vẫn không có động tĩnh gì, một Mạnh bà mà thôi, với hắn không được tính là gì. Dù sao còn có rất nhiều Mạnh bà dự bị, cho thì cho thôi. Lục Hàn không nói chuyện, trong lòng Dai Dai càng loạn. Mấy ngày trước Dai Dai còn bản thân giữ lại chút kiêu ngạo, nhưng nếu Mạnh bà thật sự bị Lâm Tiểu Kiều cướp đi rồi, khẳng định sẽ bị giày vò không biết đến mức nào. Đoạn thời gian này Lâm Tiểu Kiều ngầm ra tay giày vò Dai Dai, thủ đoạn rất là tàn nhẫn. Dai Dai tiến lên nắm lấy tà áo của Lục Hàn, cầu xin chàng. Được không? Có lẽ là lần đầu thấy Dai Dai cúi người cầu xin hắn như vậy. Lục Hàn có chút lay động, nhưng lập tức liền hất tay Dai Dai ra. Dai Dai, ta đã nói muốn bồi thường cho Lâm Tiểu Kiều nhiều hơn. Vì muốn bồi thường Lâm Tiểu Kiều, Lục Hàn liền lấy đi mọi thứ bên cạnh Dai Dai, mà Dai Dai chỉ có thể chờ ngày tháng trôi qua, hồn phách tan biến. Lại lần nữa nhìn thấy Mạnh bà ấy kiệt sức ngã trước mặt Dai Dai. Lâm Tiểu Kiều từ trên cao nhìn xuống Dai Dai, hai, tài nghệ nấu canh của Mạnh bà đúng là tệ. Mau ném bà ta vào xúc sinh đạo. Dai Dai ôm lấy Mạnh bà, ác động nhìn Lâm Tiểu Kiều. Ngươi dám, ta xem các ngươi ai dám. Lâm Tiểu Kiều cười, sao ta lại không dám, không phải ngươi còn nghĩ Lục Hàn sẽ bảo vệ ngươi đó chứ? Đừng nói là Mạnh bà, ta muốn ném ngươi đi luận hồi. Lục Hàn cũng chỉ khen ta làm việc tinh tế mà thôi. Lúc này, tâm trạng muốn diệt Lâm Tiểu Kiều của Dai Dai dâng cao hơn bao giờ hết. Mạnh bà liền nắm lấy tay Dai Dai, ở bên tai nàng nói, cô ta sợ ngươi nói ra bí mật đó, vì vậy cô ta mới muốn trừ khử Mạnh bà sao? Dai Dai ôm lấy Mạnh bà, không ngừng rơi nước mắt. Không sao đâu, không sao, ta sẽ đi tìm Lục Hàn cứu bà. Ta đi nói sự thật cho hắn, ta không dám giận dỗi với Lục Hàn nữa, ta đi cúi đầu xin lỗi hắn. Mạnh bà đừng chết, chỉ có bà hiểu ta, nhưng vô luận Dai Dai gọi thế nào, nói gì đi nữa. Khí tức của Mạnh bà dần tiêu tán trong lòng Dai Dai. Cho đến khi Dai Dai không giữ được gì nữa, là Lâm Tiểu Kiều cho người chém đứt nguyên hồn của Mạnh bà. Lâm Tiểu Kiều, ta muốn ngươi đền mạng. Dai Dai đoạt lấy đao của một âm binh bên cạnh, mất đi lý trí mà xông về phía Lâm Tiểu Kiều, nhưng lúc này, thanh đao lại bị cản lại, là Lục Hàn. Dai Dai, nàng đang làm gì? Lâm Tiểu Kiều cả mặt sợ hãi trốn sau lưng Lục Hàn. Lục Hàn, nàng ta muốn giết ta, cứu ta với. Lục Hàn đoạt lấy thanh đao trong tay Dai Dai, không chút lưu tình mà kề lên cổ Dai Dai. Ta nói lại lần nữa, không được làm tổn thương đến Kiều Kiều dù chỉ một ngọn tóc. Đây là sự trừng phạt cho nàng. Au, cô quá, không phải trên cổ mà là trong lòng. Làm quỷ hồn cũng sẽ đau sao? Lục Hàn, chàng đúng là nam nhân khiến ta chán ghét. Sau đó Dai Dai hét lớn với Lục Hàn, Lâm Tiểu Kiều là đồ giả mạo, nhưng thanh âm của Dai Dai bị che chắn rồi. Lúc này Lục Hàn mở miệng nói, ngày mai ta sẽ thành hôn với Kiều Kiều, nàng tới 18 tầng địa ngục hối lỗi đi. Dai Dai không biết Lục Hàn có nghe được lời nàng vừa nói không. Ngày Lục Hàn thành thân với Lâm Tiểu Kiều, Dai Dai liền bị âm binh áp xuống 18 tầng địa ngục.